Rồi, chào anh em, chào bác nha. Tiếp tục hôm nay thì em sẽ test âm vừa bộ ghép, đó là con âm ly Lachman 509X, một con âm ly đầu bảng, để em nghe với cặp loa JBL 4345. Anh nghe thử là cái nội công của em này có thể đánh tốt em này hay không. Và nãy giờ em cũng nghe cũng lâu rồi chứ không phải là mới mới nghe đâu. Thì đang ngồi trên máy tính, đang hôm nay thì em chơi nhạc từ máy tính qua con đầu DAC D06 ha. D06 và con âm ly Lachman 509. Mời anh em nghe thử nha. Hôm nay em sẽ nghe nhạc Việt, không mà nghe nhạc Tây, anh em nghe nhạc Việt anh em nha. Và cái con 509 này nó thể hiện cực kỳ rất là hay. Cũng là những album quen thuộc của anh em thôi nha. Đây em đang chơi từ máy tính anh em nha. Tiếng nhỏ nhất rất là tốt. Thì với những một cái con âm ly mà nó đánh không ra được loa thì những cái tiếng đó nó sẽ nó gọi là ồn chứ không còn là hay, nó không còn sắc nét nữa anh em nha. Và bây giờ em sẽ tiếp tục qua một bài của Lê Quỳnh để em nghe được cái giọng bass trầm của bài rất là quen thuộc anh em nha. Đó là bài tiếng hát từ trái tim anh em nha. Cất tiếng hát dấu che niềm đắng cay trên bờ môi kia vẫn thấp thoáng nỗi đau thương đây em từ đâu đến mang tiếng hát xa xăm bên cây đàn tôi một người đi qua phải dừng chân nghe khúc tình ca bài tình ca của em là dòng sông nước trong xanh bài tình ca của em là loài đi trên đất khách xa xăm một chiều nào ngồi đây nhớ nhung quê nhà
cất tiếng hát hát lên từ trái tim, mang cả dòng sông bỗng phút chốc sẽ quay về nguồn. Em ngàn vì sao soi lấp lánh nơi khung trời yêu thương. Tiếng người nghệ sĩ vẫn còn đi trong kiếp tha hương. Đấy, anh em thấy là nó rất là tuyệt vời anh em nha, với con Amri Lachman 509. Và bây giờ anh sẽ test một cái bài nhạc Hoa để nó có nhạc cụ hơn cho anh em nghe thử nha. Đấy, bài cũng khá là quen với anh em rồi. Rồi, rất là tuyệt vời anh em nha. Thấy anh em thấy là bass nó rất là gọn gàng, nó không có bèo quỳ. Nội công của em 509X. Đấy anh em thấy ha, một con Amri chỉ cái tầm con này thì cái tầm giá em đang bán nó là 120 triệu thôi. Đánh rất là tốt với 4345 thì nó Lachman mà nó trị bèo rất là tốt anh em nhé. Tay noi rồi BB kép cũng vậy ha. Đấy thì con Amri có mức giá là 120 triệu full shop ha. Con này có clip chi tiết rồi, em sẽ anh em nào cần thì em gửi chi tiết riêng. Còn DAC06 của Lachman cũng vậy, full thùng shop đẹp can. Giá của em nó là 54 triệu ha. Cặp loa là 195. Đấy, anh em yêu món nào alo em món đó ha. Giá là bao ship nên chuẩn hàng đủ cho em. Ship gọt cọc 20% em không bao. Tất cả các sản phẩm rất đẹp và riêng cho anh em chơi. Dạ, xin chào.